Cảm ơn khán thính giả dùng màn ảnh đi xem phần cuối của chương trình phân tích thời sự của đài truyền hình Vista TV. Chúng ta là trở về cái tình hình giả dụ như có cái thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim Jong-un thì chừng nào xảy ra. Mình giả dụ như là nó có, bởi vì ông Donald Trump sau 100 ngày thì ông phát biểu về ngoại giao có hai cái lớn. Cái nhất là nói về vấn đề sẵn sàng nói chuyện và ca ngợi ông Kim Jong Un Bắc Hàn, và thứ hai là sẵn sàng nói chuyện với ông Putin. Thì hai cái đó là mới trở lại vấn đề Bắc Hàn. Thì ông nói như vậy thì rõ ràng mình chưa thấy cái phản ứng gì phía Bắc Hàn ra thế nào cả. Mình cũng chưa biết. Và chúng ta thấy là nói như thế, nhưng phải nói là nhiều nhà bình luận và nói rằng phân tích thì nói rằng là nói như thế nhưng mà chưa có sẵn sàng. Nói là nói như vậy thôi, chứ không từ cái lúc nói tới cái lúc ngồi lại không phải đơn giản. Là bởi vì sao? Bởi vì sau khi nói thì Hoa Kỳ đã đưa cái tàu nguyên tử tới, và đồng thời đưa cái B-1B, máy bay B-1B tới sát cái biên giới Bắc Hàn. Rồi lại đưa ông giám đốc tình báo CIA tới đó để lượng định tình hình cái gì thì có đó làm với những cái chuyện đó. Cái ruột gan sao không biết, mà chắc chắn là Bắc Hàn họ rất là khó chịu trong những cái chuyện như vậy. Thì nói như thế thôi chứ đâu có phải mà có cái điều kiện. Và cái điều kiện về phía... Vì phía của những người phe với Bắc Hàn, tức là Trung Quốc và những người đỡ đầu cho Bắc Hàn, thì nói rằng là Bắc Hàn đặt cái điều kiện là phải ngưng tất cả những cái khiêu khích, nghĩa là ngưng cái tập trận, đừng có đưa quân sát ở đó, thì bắt đầu mới có chuyện bàn về cái chuyện đó. Còn về phía Hoa Kỳ thì nói là phải bảo đảm về cái chuyện là loại bỏ cái chương trình là bắn tầm trung, quả tiễn bắn tầm trung, tầm xa, và đồng thời thử cái nguyên tử, tức là giải bỏ cái chương trình hạt nhân của Bắc Hàn. Tất cả những cái điều kiện đó là phải ngồi xuống để mà bàn. Nhưng mà cái cụ thể nữa là ngoài ra cái đó, mà nếu mà muốn làm mấy câu chuyện đó thì bây giờ ông Bắc Hàn không còn nhờ ai để mà làm trung gian. Thường thường mấy cái đó nó có những người trung gian, chứ những người đó không thể nói chuyện trực tiếp được. Mà Bắc Hàn thì hiện giờ hình như cũng không có mặn ngoài với ông Trung Quốc. Bởi vì từ khi ông già của ông Kim Jong-un mà mất rồi thì ông Kim Jong-un lên là chưa hề có một cuộc gặp gỡ nào giữa hai cái nước Trung Quốc và Bắc Hàn dưới cái triều của ông Kim Jong-un. Thì thế cho nên nói như là đóng băng như vậy. Và phải nói rằng cái đường dây mà liên lạc giữa Hoa Kỳ với Bắc Hàn hiện giờ là coi như là bị không còn sử dụng lâu rồi. Thành ra muốn có những cái chuyện tiếp nối như vậy, có những cái đường dây, sở dĩ mà Hoa Kỳ với Nga hoặc là với ông Kim, với ông Tập Cẩm Bình mà nói chuyện hello được với nhau là tại vì nó có cái đường dây. Và đường dây đó thì những cái nhân viên họ set up họ dây đó rồi họ nói chuyện, họ gửi lại qua hai bên nói lại thì nó mới có nói ra nó vô được. Không có thì làm sao? Hồi xưa thì giữa đâu Cộng Hòa với Mỹ với Bắc Việt thì có ông Kissinger, ông đi đêm. Thì cái này là có nước Pháp và chạy đi đêm, là có Ba Lan làm trung gian vân vân. Nhưng bây giờ thì làm sao? Thì đây cũng là một vấn đề khó. Nhưng mà phải nói rằng là từ lúc bàn nhau ngồi lại tới cái lúc mà thật sự ngồi lại đó cũng nhất phải đâu phải đơn giản mà ngày mai ngồi được. Ngoài cái chuyện mà thỏa thuận với nhau hết tất cả những cái điều kiện như vậy thì nó còn cái vấn đề nữa là về phía Hoa Kỳ. Hoa Kỳ giờ này nó phải nói là phía Hoa Kỳ là ông Trump đó chưa có sẵn sàng về nhân viên, tức là những cái tòa đại sứ mà có cái liên hệ với những vấn đề này là chưa được bổ nhiệm. Mới đây chúng ta thấy là mới lọt tọt bổ nhiệm, mới đưa thông qua cái đại sứ của Hoa Kỳ ở tại Bắc Kinh thôi. Thì cái đó nếu đúng là có đại sứ đó thì mới có làm một con thoi, mà mới bắt đầu làm thôi. Thì bây giờ những cái đường dây khác cũng chưa có. Thành ra chúng ta thấy là người ta nói là cái Hoa Kỳ ngoài cái đại sứ ra đó thì cái trong tòa bạch ốc chưa có đủ những cái chuyên viên có kinh nghiệm về cái chuyện đó. Bởi vì khi mình ngồi bàn cái chuyện đó không phải là ông đã nhà ngoại giao thường, mà phải có những cái chuyên viên họ rành về Bắc Hàn mới bàn được. Giống như khi Bắc Việt mà ngồi lại với Mỹ nó ngồi xuống thì nó biết ruột gan của ông Võ Nguyên Giáp là gì, nó biết cả ông Mặt trận Giải phóng là ai, thích cái món gì, không thích cái món gì, nó nghiên cứu kỹ như vậy nó mới làm được. Thành ra phải nói rằng là Hoa Kỳ chưa có chuẩn bị cái đội ngũ về vấn đề chuyên viên am tường về Bắc Hàn, thành ra rất là khó giải quyết. Việt Nam Cộng Hòa khi mà ngồi lại đồng ý nói chuyện hội nghị Paris, chúng ta nhớ bên kia họ có người sẵn, bên kia là bên Bắc Việt, bên miền Bắc thì có Lê Đức Thọ, miền Nam thì có Nguyễn Thị Bình, miền Nam tức là Mặt trận Giải phóng, còn về phía Việt Nam Cộng Hòa thì quay lại không có ai cả. Cho nên cái phái đoàn đi đó là ông Nguyễn Cao Kỳ trưởng đoàn, thì ông mới kiếm một cái người phụ nữ để nói chuyện với bà Nguyễn Thị Bình,
thì bà tìm ra bà Nguyễn Thị Vui là luật sư. Chứ bà Vui là một người không dính gì với chính quyền ông Thiệu cả, mà chưa kể cái là không thích nữa, thì để qua bệnh để tìm cách mà nói chuyện với nhau. Thì mình thấy rằng hồi đó ông Thiệu cũng chưa có chuẩn bị sẵn sàng để mà nói chuyện với Bắc Việt. Bên này bây giờ Hoa Kỳ không có cái đội ngũ để mà chuẩn bị cái đó, thưa anh Viên Huy. Vâng, ở đây báo chí cũng phân tích giống như giáo sư Trần Văn Chi vừa mới nói là kiếm được một cái con thoi để có thể nối được cái chuyện mà cái cuộc điện thoại giữa Tổng thống Donald Trump với là ông Kim Jong Un, cuộc điện thoại đầu tiên đó, thì quả thật là khó khăn, chưa có ai làm việc đó. Nhưng mà báo chí đưa ra một cái người mà có thể được dùng tới. Trước đây á, để mà Nixon có thể gặp gỡ với Mao Trạch Đông á, thì có cái gọi là ngoại giao bóng bàn. Thì bây giờ cái vụ năm ngoái đó có một cái cầu thủ về bóng rổ của Hoa Kỳ sang bên Bắc Triều Tiên đấu thì được Kim Jong Un rất thích và mời nói chuyện. Thì bây giờ người ta nghĩ rằng là cái ông này có thể là con thoi không biết chừng, và lại gọi là nền ngoại giao bóng rổ. Thì đây là những cái tin tức mà chúng tôi nhặt được ở trên báo chí thôi. Vâng, bây giờ qua đến cái vấn đề mà tin tức là những cái chuyện mà dọn dẹp vỉa hè, hàng rong, quán để dọc các đường phố của thành phố Sài Gòn cũng như là các thành phố lớn Bangkok ở Thái Lan và Jakarta ở Indonesia thì đã động đến báo chí, chứ không phải là chỉ là một cái việc riêng của mấy đất nước này. Thì thưa quý giả, như là báo Mỹ trong cái tuần lễ vừa qua đó thì có đồng loạt lên tiếng, một số báo lớn có lên tiếng về cái vấn đề này. Thì cái sự mà họ đưa ra một cái vấn đề như thế này là cái nét mà gọi là văn hóa ẩm thực vỉa hè đó, nó là một cái tính chất đặc thù của các nước ở Đông Nam Á. Và cái đó không phải là những cái thứ đồ ăn nhảm nhí, mà chính các đầu bếp của phương Tây cũng đã đến học cái đó và đưa về làm cái món chính ở trong cái trong những cái nhà hàng lớn ở Hoa Kỳ hoặc là ở Pháp vân vân, như là ông Bourdain chẳng hạn. Thì thưa quý khán giả, đặt vấn đề ở đây ấy, thì các báo chí đặt vấn đề rằng là như ở Thái Lan á, thì họ dẹp và họ đuổi hoàn toàn và chỉ là để là cho lập cho một cái khu khác và dồn tất cả những người buôn thúng bán bưng tới ăn uống ở vỉa hè thì tới những khu khác để mà lập nghiệp thôi. Thì rồi thì riêng về ở Jakarta ở Indonesia thì họ lại bắt tất cả những cái người mà muốn tiếp tục làm ăn như vậy đó phải đóng một cái khoản thuế là hàng ngàn đô la để gọi là cái thuế vệ sinh và môi trường. Thế nhưng mà người ta thấy rằng là bắt đóng như vậy á, thì cái vệ sinh và môi trường đó thì lại phải thuê một cái cơ quan, và cái cơ quan đó thì có thể là xảy ra những chuyện tham nhũng và cũng không có giải quyết được vấn đề vệ sinh về ẩm thực. Còn riêng Việt Nam á, như chúng ta biết là trong cái tháng trước á, ồn ào cái tin tức ở Sài Gòn là những ông mà bí thư thành ủy cũng như là những bí thư quận 1, quận 2 là nơi có nhiều những cái cửa hàng mà buôn bán ở vỉa hè. Thì thưa quý vị, đích thân mấy ông này đã phải xuống kéo lê từng những cái người buôn bán ở vỉa hè mà dẹp hàng họ của đi. Thì ở trong ba cái này thì người ta có nhận xét chung là thế này. Với Thái Lan họ có một cái biện pháp là thành lập một cái khu khác để giải quyết cho những người dân của họ làm ăn. Với Indonesia thì họ cho phép buôn bán nhưng mà phải đóng một cái khoản tiền. Còn đối với Việt Nam á, thì không có một cái giải pháp nào cả. Dẹp là dẹp và bắt tất cả những mọi người đó đi. Thì vậy thì bây giờ bao nhiêu tính ra cái số, những cái số người mà buôn bán làm ăn ở vỉa hè Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng vân vân thì lên đến cả mấy trăm ngàn người chứ không phải ít. Thì đây là một cái số lượng lớn dân chúng á, thì phải giải quyết cho họ làm ăn như thế nào khi mà dẹp bỏ, tức là không cho họ làm ăn nữa, thì bây giờ phải có một cái đường lối nào cho họ sinh sống chứ. Thì không, cũng như là trước đây á, người ta có nhìn thấy vấn đề rằng là dẹp tất cả những cái khu ổ chuột ở thành phố Sài Gòn cũng như một vài thành phố lớn như Đà Nẵng chẳng hạn, để ra cho những cái nhà mà cán bộ lãnh đạo của nhà nước Cộng sản Việt Nam xây những cái chung cư, nói là xây chung cư để cho dân chúng bị đuổi nhà thuê lại cái chỗ đó. Nhưng mà thật sự ra khi đuổi nhà đó họ bồi thường bằng cái số tiền rẻ mạt, không mua được một cái cánh cửa của một cái căn nhà ở chung cư nữa, thì làm sao những người đó trở lại chung cư được, và chung cư đó thì trở thành
một là cho những người ngoại quốc thuê, hai là trở thành những cái nơi trống không có, bỏ hoang, không có làm gì được nữa, mất cả tỷ đồng. Và rất nhiều báo chí ở trong nước nó nói như vậy, thì ở đây cũng vậy đó. Thì bây giờ những cái người mà làm buôn bán, làm ăn như vậy thì làm sao mà có được nghề nghiệp sinh sống. Ở đây thì báo chí Mỹ sở dĩ họ lên tiếng như vậy vì họ cho rằng là vấn đề đặt ra làm sao mà kiểm soát được vệ sinh, kiểm soát được trật tự là nên tiếp tục để cho họ sinh sống như vậy, bởi vì đó là một cái nét đặc thù của các thành phố ở Đông Nam Á mà nhiều người du lịch ở Âu Châu rất là thích. Thưa giáo sư. Thưa quý vị khán giả, chúng ta thấy là mình đem cái suy nghĩ của những tờ báo như tạp chí rồi những cơ quan liên lông quốc tế Yahoo này kia nói về vấn đề giải quyết ẩm thực rồi vỉa hè ở Việt Nam, thì thật sự là cái người cộng sản ở Việt Nam họ không nghĩ như mình, bị họ nặng về duy ý chí, họ làm là làm, họ tạo ra có phong trào lập thành tích. Trước khi làm cái đó anh phải nghĩ, khi bất cứ cái gì anh phải có một cái sự phát triển và duy trì cái cũ. Anh không thể phá một cách triệt để được, nó có cái kế thừa. Còn cái người cộng sản khi họ vô Việt Nam, miền Nam, nhất là miền Nam là họ phá là phá sạch, nó không có kế thừa. Chúng ta thấy là ẩm thực cũng là một cách, họ nói dữ như vậy nhưng mà họ không có cái đầu suy nghĩ văn hóa ẩm thực. Cho nên họ làm những câu chuyện chúng ta nghĩ là nó nghĩ bây giờ họ làm là họ mở ra những cái McDonald's, họ mở ra All You Can Eat, mở ra cái sushi để họ làm cho khoe khoang cái thành phố. Nhưng mà cái thành phố nó có hai mặt, mặt cũ và mặt mới. Khi Tây họ vào họ chiếm Việt Nam thì họ cũng giữ cái thành phố cũ và họ mở cái thành phố mới, thì đó là giống như chợ Sài Gòn cũ và chợ Sài Gòn mới. Tỉnh nào nó cũng vậy, Mỹ cũng vậy, Tokyo cũng vậy. Chúng ta qua bên New York chúng ta ăn trong vào có những cái khu nhà hàng mà Mỹ nó vẫn để cho những cái người mà Trung Đông Á Rập ăn. Chúng tôi vô thấy cái nhà hàng đi trên lầu là không đi được, vô đó là phải rửa tay rồi ngồi nhấp nhấm ăn cà ri vậy đây, là bấm bấm như vậy. Hoặc là chúng ta thấy ở Hoa Kỳ, ở vỉa hè bây giờ nó vẫn còn có cái văn hóa người Mỹ, tức là họ vẫn duy trì bán những cái thức ăn mà gọi là trái cây, rồi là trước cửa những cái chỗ văn phòng lớn như vậy họ bán trái cây rồi họ nặng chanh vô, thì cái đó nó thành ra một cái văn hóa ẩm thực. Mà dĩ nhiên chúng ta không có duy trì cái đó, nhưng mà chúng ta làm thế nào để biến cái đó thành ra nó văn hóa người cộng sản. Khi họ vào Sài Gòn bây giờ họ làm, ví dụ như là họ muốn làm cái đường subway thì bắt đầu là họ phá cái thác, họ phá cái đất, chứ thay vì họ tìm một cách họ lách đi rồi họ không lách. Thành ra cái này cũng là một cái mà cái đầu người cộng sản nó không có cái đó. Và khi lập một cái chung cư giống như anh Viên Huy nói là muốn làm cái đó thì phải có cái bộ phận phát triển đô thị. Người cộng sản là chưa có cái học hành về cái phát triển đô thị như cái người Âu Châu. Ở Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa nó có cái nha gọi là phát triển đô thị, nó có cái nha đô thành phát triển, nó xây chung cư chỗ này chỗ kia chỗ nọ để nó giãn dân. Dĩ nhiên là lần lần của người cộng sản họ không có cái đó, thành ra chúng ta thấy là rất là phá hoại một cái nền văn hóa, mà trong khi đó thì họ muốn xây dựng một cái nền văn hóa khác. Đó là văn hóa bỏ đi cái quá khứ cũ của Việt Nam Cộng Hòa. Việt Nam Cộng Hòa nó càng đẹp chừng nào thì họ càng phá chừng nấy, thì cái đó là phá hoại cái nền văn hóa ẩm thực, chứ không phải là họ muốn duy trì. Chúng tôi nói một cách như vậy để thấy rằng là người cộng sản họ có ý thức khi họ phá hoại cái đó. Thưa anh Nguyễn Huy, cảm ơn khán giả. Chúng tôi hẹn tái ngộ vào chương trình ngày mai.